Những dự án cải tạo sân vận động tại Indonesia. Sân vận động Gelora Joko Samudro, Gresik Đông Java. Dự án hồi sinh sân vận động Gelora Joko Samudro, trị giá lên tới 108 tỷ rupiah từ nguồn tài trợ của Bộ Công trình Công cộng và Nhà ở Công cộng, PUPA. Công việc cải tạo tập trung vào việc chuyển đổi các khán đài bê tông trong sân vận động thành ghế khán giả hoặc ghế đơn có thể gập lại. Tổng cộng 22.000 ghế sẽ được lắp đặt tại Gelora Joko Samudro. Ngoài ra, để làm cho nó trông đẹp hơn, những chiếc ghế này sau này sẽ được lắp đặt để tạo thành dòng chữ Gelora Joko Samudro. Bên cạnh đó, do sân vận động thuộc sở hữu của chính phủ, nên để hiển thị tên câu lạc bộ trên khán đài, những chiếc ghế có thể sẽ có lớp vỏ bằng vải mang dòng chữ Gresik United. Một số hạng mục khác cũng sẽ được cải tạo, bao gồm thay cỏ sân, cải tạo phòng thay đồ của các cầu thủ, bố trí khán đài hạng phổ thông và ghế hạng VIP theo tiêu chuẩn FIFA. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2024. Sân vận động Gelora Delta Sidoarjo Đông Java. Dự án cải tạo sân vận động Gelora Delta Sidoarjo thành sân vận động tiêu chuẩn FIFA sẽ bắt đầu vào cuối tháng 1 năm 2024. Việc cải tạo sẽ tiêu tốn 110 tỷ rupiah. Từ ngân sách này, nó sẽ được sử dụng cho một số việc, chẳng hạn như lắp đặt ghế đơn trên khán đài. Dự kiến, 19.400 ghế đơn sẽ được lắp đặt trên sân vận động này. Ngoài ra, cũng sẽ có những cải tiến ở đường hầm ra sân của cầu thủ và khu vực dành cho khách VIP. 4 phòng thay đồ và phòng tắm cho các cầu thủ sẽ được cải tạo. Bên cạnh đó là việc xây dựng một khu vực khởi động trong nhà để các cầu thủ có thể khởi động trước khi ra sân. Không kém phần quan trọng, sân vận động Gelora Delta sẽ được trang bị một nhà thờ Hồi giáo lớn, bởi vì phòng cầu nguyện hiện tại không còn đủ chỗ cho khán giả muốn cầu nguyện khi có một sự kiện lớn. Hơn nữa, khu vực xung quanh Goa Delta Sidoarjo không có nhà thờ Hồi giáo lớn. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2024. Sân vận động Kanjuruhan, thành phố Malang, Đông Java. Dự án cải tạo sân vận động Kanjuruhan dự kiến kéo dài 16 tháng, bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 năm 2022. Dự kiến hoàn thành vào tháng 1 năm 2025. Tiêu tốn kinh phí 331 tỷ rupiah Indonesia, hoàn toàn từ ngân sách của chính phủ trung ương. Sân vận động Kanjuruhan có kế hoạch thay đổi khán đài của sân vận động thành ghế đơn với sức chứa 21.650 người. Khán đài gồm các khu vực VVIP, VIP, phổ thông và khu vực cho truyền thông. Mái che của khán đài phía Tây cũng được thay thế, làm mới đường chạy điền kinh và hệ thống cửa ra vào an toàn hơn cho khán giả. Sân cỏ cũng sẽ được làm mới bằng cỏ Joycea Marcella. Sau cải tạo, sân vận động sẽ đạt tiêu chuẩn của FIFA. Sân vận động Haji Dimethala, thành phố Banda Aceh, tỉnh Aceh. Sân vận động Haji Dimethala đang được sửa chữa để sử dụng làm một trong những đấu trường cho tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia lần thứ 21 tại Aceh và Bắc Sumatra 2024. Ngân sách được sử dụng cho việc cải tạo sân vận động này lên tới 60 tỷ rupiah từ ngân sách nhà nước. Trong đó, khán đài phía Tây sẽ được cải tạo 100% hoặc xây mới, vì đã xuống cấp trầm trọng sau 40 năm. Trong khi khán đài phía Đông được cải tạo quy mô trung bình, còn khán đài phía Bắc và phía Nam sẽ được cải tạo nhẹ. Một số cơ sở hạ tầng như cỏ, ghế ngồi đến chiếu sáng sẽ được thay thế mới. Việc cải tạo sân vận động Haji Dimethala dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm 2024. Sân vận động Surajaya, Lamongan, Đông Java. Đối với Surajaya, đây không chỉ là cải tạo mà còn phá hủy hoàn toàn. Cụ thể, một sân vận động mới sẽ được xây dựng với ngân sách 300 tỷ rupiah. Sân vận động Surajaya mới sẽ có thiết kế hiện đại với đầy đủ cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn FIFA. Sân vận động Surajaya mới có sức chứa 12.097 khán giả với ghế đơn đầy đủ. Bên cạnh đó, nó sẽ được trang bị camera giám sát, đèn LED 1.500 lux cùng với cỏ loại Joycea Marcella. Quá trình tái phát triển sân vận động Surajaya dự kiến kéo dài 13 tháng. Sân vận động Harapan Bangsa, Bandar Aceh, Aceh. Nhà thầu thi công đã bắt đầu tháo dỡ sân vận động Harapan Bangsa ở Bandar Aceh để cải tạo. Quá trình cải tạo sẽ được đẩy nhanh để theo đuổi mục tiêu hoàn thành trước khi Pon Aceh Bắc Sumatra bắt đầu vào tháng 9 năm 2024. Một phần của sân vận động Harapan Bangsa sẽ được làm mới. Giống như cỏ,
và lắp đặt toàn bộ ghế đơn trên khán đài. Sau cải tạo sân vận động có sức chứa 18.000 khán giả. Kinh phí cải tạo sân vận động Harapan Bangsa nằm trong gói ngân sách để cải tạo các địa điểm thi đấu của PON 2024 tại tỉnh Aceh, trị giá 536 tỷ rupiah. Sân vận động Segiri, thành phố Samarinda, tỉnh Đông Kalimantan. Việc cải tạo sân vận động Segiri với ngân sách 80 tỷ rupiah, công trình này được đặt mục tiêu hoàn thành trong một năm. Việc cải tạo này nhằm mục đích đổi mới và cải thiện tiêu chuẩn cơ sở vật chất của sân vận động. Mục đích chính là tăng sức chứa của khán giả lên khoảng 17.000 người. Với toàn bộ ghế đơn được lắp đặt, các hạng mục khác được cải tạo bao gồm sân cỏ, ánh sáng, hệ thống vệ sinh, cũng như cải tiến các cơ sở hỗ trợ khác. Dự án cải tạo và phục hồi cho sân vận động Maguwo Hajo tiêu tốn ngân sách 124 tỷ rupiah. Trọng tâm công việc cải tạo bao gồm các hạng mục: lắp đặt ghế đơn, thay cỏ sân chơi, lắp đặt cổng chính, lắp đặt thêm đèn fob, xây dựng thêm các phòng VVIP, cải tạo các hạng mục hỗ trợ khác. Sân vận động Teladan, Indonesia. Sân vận động Teladan tại thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra đã bắt đầu được xây dựng lại gần như hoàn toàn. Hiện tại, đơn vị thi công đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục của sân vận động cũ. Sân bóng mới sẽ trở thành một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Sức chứa của sân vận động là 35.000 khán giả. Trong đó, 25.000 chỗ ngồi không có mái che và 10.000 chỗ có mái che. Nhìn chung, toàn bộ cơ sở vật chất tại sân vận động Teladan mới đều sẽ đạt tiêu chuẩn của AFC. Kinh phí xây dựng sân vận động là 560 tỷ rupiah Indonesia. Dự kiến hoàn thành sân vận động Teladan mới vào tháng 10 năm 2024.